Hi, chào anh em đồng hành chị Xiao Lực, mình là Tờ Lũ S98. Rất vui quay trở lại với các bạn trong video ngày hôm nay. Lắc cái đã, đang là cái khung giờ 20:59 các bạn ạ. Tuần này thì sẽ khá là hot đây, cái ngày hôm nay sẽ khá là hot khi mà mình sẽ phải phân thân được một chút, vừa ở trong chế độ võ đài và lại ở trong cả chế độ gì đây nhỉ? Và trong cả chế độ bốt 12 cung các bạn. Rồi. Rồi đầu tiên là mình đánh vào cái chế độ võ đài đã. 20:58 rồi. Mình nghĩ rằng sẽ lấy top 7 hoặc top 8 thôi, cho nó yên tâm. Mình vẫn còn tới 2 phút cơ, đúng không? Nên là tương đối thoải mái. Rồi ok. Thì tạm thời thế đã. Còn hôm nay thì chế độ 12 cung nó sẽ là cái chế độ quan trọng hơn các bạn. Phần thưởng của nó lên tới 3 dương phím cam mà tất nhiên mình không thể nào bỏ lỡ được, đúng không? Cái gì quan trọng hơn thì mình phải ưu tiên thôi. Rồi, tuần này thì sẽ có cả Kula lẫn Kasumi là hai cái tướng chủ chốt trong đội hình của mình, được lùi ăn học rất là tử tế. Do đó là không dễ dàng, không khó khăn lắm để mình đánh boss cung. Đấy, đổi liên tục đấy các bạn. Thú thực các bạn, đội hình của mình thì nó hơi thấp uy một chút trong cái chế độ này. Đấy, cho nên là nó cũng rất là hên xui, chứ cũng không chắc chắn 100% là mình sẽ ăn được boss cung đâu. 20:59 rồi. Rồi, tên nào lại hạ mình dạng 8 đây? Chắc lớp bờm à? Đánh trận này thôi các bạn, sau đó thì thoát ra đấy, không biết tên nào đánh mình ở đấy. Rồi, rồi, Doãn Chí Bình. Không nhìn thấy hắn thôi, đánh tạm mà. Top 9 vậy. Rồi, hắn đánh xuống, thôi, quay chế độ kia các bạn ạ. Chế độ kia quan trọng hơn. Thôi 21 giờ hôm không rồi. À thôi ok, thế thì vẫn được, đúng không? May quá, vẫn được bốt cùng các bạn. Wow, hủ việc. Nhanh quá nhỉ, thú thực các bạn lần này là hơi liều đấy. Thực sự hơi liều đấy. Rồi ok, ăn hành liên tục này, dương quá, mai bùng lụa. Rồi, mình thì mới tăng được uy lực đêm chút. Do cái sự kiện hồ nạp này thì mình có lấy GC và được cả Clark B về đó. B cả GC lẫn Clark về. Đây đúng không? Đây. GC thì lần trước cũng rất là ngon, rẻ. Nhưng mà không lấy, lần này mình mới lấy. Sắp tới là Heavy D cũng sẽ cũng mình cũng sẽ sắp tích đủ mảnh rồi. 91 mảnh rồi, 9 mảnh nữa thôi. Rất là đơn giản thôi, không khó lắm. Trong bí chuyện, kiếm 9 mảnh Heavy D không khó lắm. Mình nghĩ là trong tuần này, 3-4 ngày nữa sẽ được thôi. Còn Orochi lần cuối tháng thì sẽ là hồn hạp mà dự kiến sẽ là hồn hạp kép Orochi và Iori. Dự kiến thôi, mình dự đoán thôi, không phải dự kiến. Các anh em chú ý là hóng hớt server một chút, hóng hớt các group vào một chút, đúng không? Và có cái tính chất là dự đoán một chút, dự đoán thính của Gaina thì cũng sẽ đoán được nó hồn hạp cái gì thôi, không khó lắm. Cuối tháng dự kiến sẽ là Orochi và Iori dị hồn hạp kép, thì mình sẽ lấy lốt thằng Orochi để cho nó gọi là đủ bộ kích duyên, đủ bộ tăng uy lực, chứ game này không tăng uy lực được chết các bạn ạ. Bắt buộc phải tăng uy lực thôi. Rồi ok, tuần này như vậy mình đánh khá ngon. Hôm nay mình đánh khá là ngon. Vừa hoàn thành nhiệm vụ là bốt cung. Cái này thì hên xui một chút, bốt cung này thì hên xui một chút. Vì vẫn có rất là nhiều người đánh được mình. Nhưng mà nó hên xui thôi. Hên xui là chính thôi. Cái cụm server này thì mình xem là nó không biết server bao nhiêu, từ bao nhiêu đến bao nhiêu đâu. Nhưng mà server 98 là một trong những cái server cũ nhất rồi. Thì mình sẽ có cái lợi thế. Mà trong 3 tướng này thì mình 2 tướng khỏe nhất rồi. Nên là khả năng ăn được boss cùng rất là cao, đúng không? Hôm nay chắc chỉ top 9, top 10 thôi. Ok, hôm nay top 9 rồi. Còn phân tâm gì đây, sau lắm giường này. Rồi, không online mà hạn 4 à. Rồi, hôm nay khá hình nhé. Tương đối hên đấy. Đấy, được một cái dương mảnh vạn năng do top 4 đấy các bạn. Được một cái dương mảnh vạn năng do top 4. Quá ngon. Đây là dương boss cung. Boss cung thì còn đâu dương boss chủ cung, tất cả cung ấy các bạn. Thì phải đợi đến ngày mai. Mình nhớ không nhầm là hình như là trưa mai phải. Nó mới phát. Được 3 dương phím cam. Đây cũng là một trong cái nguồn kiếm phím cam rất là ổn. Thú thực với các bạn thì trong cái chế độ này thì có hai cái đợt thì mình có khả năng giành được bốt cung, một là cái đợt này và một đợt nữa là có Kula với Mai. Còn đâu mấy các đợt khác thì chịu rồi. Rồi làm test qua vài trận chiến đấu đây, đúng không? Đội hình của mình đang dùng đội hình siêu nữ tứ hồn kẹp init. Rồi đánh rất nhiều này. Dạo này thì uy lực của mình tăng đáng kể, cho nên là những ai
thua mình uy lực thì chắc chắn là không đánh thắng được mình rồi. Còn những ai hơn mình uy lực thì nó sẽ có yếu tố hên xui, ví dụ như lớp bơm chẳng hạn, đúng không? Đấy. Ví dụ lớp bơm chẳng hạn. Uy lực nó cao thì ngoài là cái được đánh trước ra thì nó còn tăng lên một vài cái chỉ số các bạn, ví dụ như tỷ lệ chí mạng hay là công thủ vân vân. Rồi, Shermie của mình bao ngay từ tân 1 thì thảo nào chiến thắng. Dù đội hình gì trong nữa siêu nữ thì mà cứ Shermie nó mà tung được tuyệt kỹ các bạn thì có khả năng chiến thắng hơn rất là nhiều, rất là dễ. Rồi, cái khung giờ 20:59 nó trôi qua rất là nhanh, vù cái hết rất là nhanh, vù cái là hết ngay 20:59 rồi, bị ăn phát chí mạng là bài ngay. Rồi thì zero phạm trên luôn, lều là dị nó đánh kinh khủng khiếp các bạn ạ, lều là dị nó cắn kinh đau kinh khủng khiếp luôn, mình không hiểu rõ là lều là dị nó ăn cái gì đó, nó thực sự nó làm rất là kinh khủng. Đam tốt hơn nhiều so với con đả khác. Rồi. Thế thì sẽ rất là khó để mình thua được, đúng không? Shermie này kể mà nó đam tốt hơn một chút nữa ấy các bạn, thì cho thành đam chủ lực luôn. Shermie nó hồi lộ kinh khủng khiếp luôn. Cách một tơn này các bạn cứ xác định là cách một tơn, không làm gì Shermie nó cũng bao một tơn. Shermie hồi lộ kinh khủng khiếp luôn. Mình chưa thấy con nào hồn rắn nó lại đều những con Shermie này. Rồi. Trận nữa với bé dâu đây. Lúc đấy mình chủ động đánh thì không thắng. Bị đánh thì lại thắng, đúng không? Lúc đấy mà mình chủ động đánh mà thắng thì mình nghĩ rằng là sẽ được top 4 hay top 5 gì đấy. Siêu nữ này thì nó lên xuống thất thường lắm các bạn. Mình cũng chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại lên đâu. Cái đội hình này thì mình xây dựng cũng khá lâu rồi, nhưng mà không biết gai nó fix kiểu gì nữa. Lúc thì nó lên, lúc thì nó xuống. Có một đợt thì lên nổi vào top 3. Xong rồi thì có một đợt thì out vào ngoài top 15, top 14, 15. Giờ thì lại quanh tầm top 10, top 7, top 8, top 9. Nói chung thì siêu nữ thì nó khá là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì lên, lúc thì xuống. Từ đây tất nhiên là mình đã thay đổi cái siêu nữ này, nó không chỉ bó cứng trong một đội hình mà nó biến tấu rất là nhiều. Biến tấu rất là nhiều. Và mình cũng thử rất là nhiều, mình thử cả nữ rắn thôi, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì chưa ăn thua. Rồi, cực kỳ kinh khủng, đến 600.000 đam đơn. Rồi, Shermie của mình lại có tuyệt kỹ tiếp rồi. Rồi, mà nó lại giảm lộ hai con rất là đúng đối tượng các bạn ạ. Nó là giảm lộ Leo La Dị và Yori Dị. Dùng Kasumi đó rất là có cái hay của nó các bạn. Mặc dù nó mang tính hên xui một chút. Rồi, còn nguyên cả 6 con luôn chứ không phải là còn một con, đúng không? Đấy, cực kỳ kinh khủng. Rồi. Còn chưa nhận thưởng à? Đấy, kể hôm nay mình chú tâm vào đánh vớ vẩn là leo top 4, top 5 này, đúng không? Đấy, chứ không phải đùa đâu. Không ít nhất là phải top 8 đâu. Đấy, Doãn Chí Bình này thua mình uy lực nên là mình quất chết ngay, mặc dù là hơn mình lực chiến khá nhiều. Rồi, hôm nay chủ yếu có mỗi mấy cái video về đánh võ đài thôi, chứ thực ra cũng không có gì gọi là đặc sắc lắm. Đấy, hôm nay cũng có một cái bài chia sẻ về tính năng giảm công của các anh em trên Gaina Mobile rồi. Đấy, các anh em mà hỏi mình là 2-3 hôm nay là không làm video, lý do là Gaina yêu cầu là làm ở dạng bài viết cho nó dễ coi hơn, chứ thú thực với các bạn làm vì cái vấn đề giảm công
ở trạng thái video nó thực ra nó cũng được thôi, nhưng mà nó không dễ coi bằng ở dạng hình ảnh ở dạng chữ viết, đọc đi đọc lại nó dễ hơn một chút so với việc là nghe. Cái này tùy thôi, đặt hàng sao thì mình làm vậy thôi, đúng không? Mình thấy viết cũng được, có điều là hơi mất thời gian một chút. Cái bài đấy mình tốn mất gần nguyên buổi sáng đấy, ít đâu. Rồi hôm nay mình xem có cái sự kiện gì không. Đấy, kim cương hết rồi, cuối tháng lại phải phát lửa, dính phát lửa cái gì nhỉ? Dính phát lửa hồn áp kép đây đúng không? Dính phát lửa hồn áp kép, nếu mà có Rochi thì mình sẽ chơi, hết kim cương cũng chơi. Còn cái sự kiện sai tích lũy lấy hồn vũ khí này, đáng tiếc là cả bốn cái hồn vũ khí này nó không liên quan gì đến đội hình chính của mình. Mình đã nói rồi, rất quyết là không chơi tim hỏa. Một số anh em bảo là thôi mình không nên cố chấp, chơi cao nét đi, chơi ca phẩy đi, hoặc là ca phẩy đi cho nó dễ chơi, đặc biệt là cao nét. Đấy, nó sẽ đi với Mai tốt hơn, nó đi với Ioni dị nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên mình nói rồi, chơi như vậy thì mình sẽ phải theo đuổi nó tới lục bôn, bát bôn, và sẽ phải theo tim hỏa gần như là suốt đời. Và mình sẽ lại là mình không muốn chơi một cái team nào đó mà nó không có cái sự đột biến, không có sự mới lạ. Team hỏa thì mình có thể chơi ở cái arc S8 rồi, hoặc là rất là nhiều anh em cho mình mượn arc làm video thì có team hỏa rồi, mình hoàn toàn thể trải nghiệm được. Đây mình không muốn đi với con đường lặp lại, nghe nó hơi chán, cho nên là mình cũng không tham gia với sự kiện xài tích lũy 15.000 kim cương này làm gì cả. Mặc dù chỉ cần tiêu thêm khoảng độ 3.000 kim cương thôi, hơn 3.000 một chút nữa thôi là có thể lấy một cái hồn vũ khí rất là ngon rồi. Tuy nhiên thôi, lấy về cũng chẳng để làm gì cả. Thú thực với các bạn, mình vẫn còn một hồn vũ khí nữa đấy, hồn vũ khí tự chọn này, cao nét cũng được này, Kula cũng được này, ca phẩy cũng được này, nhưng mà mình chưa dùng thôi, chưa dùng thôi. Ca phẩy với cả Kula và Yorizi của mình và Leola dị của mình đều ở mức độ là 2 sao hết rồi, 3 sao hết rồi. Rồi hôm nay là ngày cuối cùng tiêu tích lũy, bạn nào mà chưa có hồn vũ khí hoặc là hồn vũ khí mới 1 sao thì mình nghĩ rằng không nên bỏ qua, nên nhớ rằng đây là sự kiện tiêu kim cương chứ không phải là sự kiện chứ không phải là tốn kim cương để mua đó, mà bạn tiêu xong thì bạn vẫn được gọi là bonus thêm, đúng không? Rồi còn chế độ 12v12 hôm nay mình chưa đánh, vào quẩy vài trận thôi. Chế độ này thì mình hôm trước leo đại sư rồi, tự leo luôn. Tuần này đã đủ sức mạnh thì có thể là tự leo lên rồi, không cần thiết mà nhiều ai tự nhận hết mốc rồi. Hôm trước là lút đồ cho anh bạn nên là lại tụt xuống kim cương 3, hôm nay lại leo lên lại thôi. Rồi, cùng server thôi, anh ông nghỉ game ở đây. Trông yếu quá nhỉ, mình lại còn hơn Huy đó. Mình xem team nào mình đánh trước. Thôi rồi, team 1 của mình sẽ là team Elite Rắn, còn team 2 sẽ là team Siêu Nữ Tứ Hồn. Hai team thì không chênh lệch nhau quá nhiều về lực chiến. Tuy nhiên thì vẫn còn vài cái vị trí nó khá là yếu. Ví dụ team này thì có vị trí của Mary, Robot và vị trí của Whip là ba vị trí tương đối yếu. Gặp phải đỡ đòn là mở tung tuyệt kỹ mà gặp đỡ đòn cực kỳ khó chịu các bạn. Rồi, thì bạn yếu quá nhỉ, yếu quá. Rồi, khéo một tỷ của mình cân 2 tỷ của các bạn, đùa đâu. Toi rồi, đúng không? Team 2 của đội bạn máy lắm. Team 1 của đội bạn thì hơi yếu thôi, nó hơi lệch lệch một chút thôi.
Ít với bạn không phải tứ hồn đâu các bạn. Mình cho là tứ hồn đấy nhưng mà nó gọi là gì? Nó không có yêu đi dị. Khả năng cao là ông ấy né cái gì nhỉ? Né cao nét thiêu hồn nên là ông ấy bỏ đều là dị ra. À bỏ yêu đi dị ra. Mình cho rằng đấy cũng là một phương án, để chống trị. Khi mà thời kỳ tim hồn gấu nó bớt đi rồi, chơi kiểu đấy cũng được. Thú thực của các bạn, team mà cần yêu dị chủ yếu là sợ team mồn gấu thôi, sợ những cái team mà nó có tướng đánh ngay từ turn 1 chứ nhiều tướng đánh từ turn 2 thì cũng không ăn thua. Để chống chịu tốt các team đánh từ turn 2 trở đi thì bài toán đưa ra thường sẽ là init hổ hoặc là init rắn. Init rắn thì được cái toàn diện hơn ở tại thời điểm hiện tại khi mà nó có Vizalit. Còn init hổ thì được một cái lợi thế, đó là không phải nuôi đi nuôi lại nhiều lần. Chơi ý đi rắn bây giờ nhiều khả năng sau này các bạn sẽ lại phải nuôi đi lại nhiều lần do ca phẩy, Kula, Mai, đặc biệt là cao nét, nói chung nó đều là team hổ cả, đúng không? Sau này mà ra Terry 2k3 thì rất là khó. Ok, mình còn dư rất là nhiều đam. Lực chiến của mình là 125, không phải cao lắm nhưng mà rồi bưởi ghét tấm này nghe nhạc clone nhỉ. Chính xác rồi, đây chính đích thị là clone rồi. Uy lực cũng rất là cao các bạn. Một bí quyết để cho leo lên cái hạng này nhanh mà chúng ta có được nhiều thứ hạng, đó là lên đánh clone các bạn. Lên đánh clone. Chứ đánh người chơi là nó không cộng thêm thứ hạng đâu. Rồi, chúng ta xem đánh với clone thì nó hơi chán nhỉ. Thôi mình bỏ qua cho nhanh. Ôi dồi, thua. Này, cái này, rồi, ok, không nhờ được. Này, không biết nó copy đội hình của ông nào, S98 này, kinh vãi. Có Kyo các bạn này. Rồi, mình đợi thêm phút nữa rồi quay trở lại. Rồi, Kizalit, lưng cho anh. Rồi mình cũng đang thiếu cái gì nhỉ? Thiếu thuốc cường hóa rồi, bắt đầu thiếu thuốc cường hóa rồi. Từ shop vội quá. Rồi ok. Bây giờ cứ nhìn thấy thuốc cường hóa giảm giá là xúc ngay. Mình bắt đầu thiếu thuốc cường hóa rồi. Nhưng thực ra mình có một cách kiếm thuốc cường hóa không phải khó lắm, đó là trong quầy cà phê vàng. Tuy nhiên thì do nó tốn vàng cho nên là mình cũng đang phân vân có nên đánh đổi vàng lấy thuốc cường hóa hay không. Mình thì không khoái tăng đẳng nhanh nhiều lắm, vì sau này update thì kiểu gì mình cũng sẽ thừa nguyên liệu tăng đẳng thôi. Rồi thêm phát lửa xem nào. Cái này thì hên xui. Lúc thì nó ra nhiều thuốc cường hóa, lúc thì nó ra ít. Xem hôm nay quét màn chính hay màn khó nhỉ. Hôm nay quét màn chính á. Mình ưu tiên lưng init lên cộng 4 này. Rồi, các bạn thấy chỗ này giảm giá cứ mua đi, không bao giờ là thừa đâu. Đặc biệt là các anh em nào server mới, cũng thế từ khoảng độ 7x, 8x trở đi, mình nghĩ là vẫn rất là cần phải mua những cái sách EXP với cả sách huy hiệu EXP. Về
huy hiệu và sách thì mình đề xuất là giảm giá anh mua. Còn đâu nếu như 450.000 thì không mua, nó rất là đắt, không nên mua. Và mua thì không thừa đâu, đấy, rẻ cứ mua đi. Vì chúng ta có đến 12 tướng cơ mà, 12 tướng. Hôm trước thì mình không để ý lắm, cũng gọi là lười lười lắm. Nhưng mà khi mà nâng lên đến level 85 hoặc là đến level 90 chẳng hạn các bạn, nó sẽ rất là tốn kém cái sách XP và huy hiệu XP. Mình mới nâng lên 85 mà cảm giác rất là tốn, bắt đầu thiếu rồi. Bắt đầu thiếu rồi. Cho con này lên 85 hay không nhỉ? Thôi sớm muộn thì nó phải lên, mình cho lên 85 đi. Đây, vừa đủ lên 85 các bạn này. Còn không đủ luôn này, mới được có 82 rồi này, thiếu rất là nhiều. Đó. Vào quẩy đấu trường lên server tí đi. Mai là có PK lên server rồi. Chứ chưa có update thì nói chung không làm gì các bạn. Update bây giờ cái thời điểm hiện tại thì ông nào chơi Mary Terry là khoái thôi. Hoặc là cực hạn lưu khoái thôi. Chứ còn đâu cực hạn lưu thì ra nó cũng chưa ở trạng thái mắc rồi các bạn. Chưa gọi là trạng thái kinh khủng nhất, lục môn mới ăn thua. Chứ tầm này vẫn nói chung thì vẫn nó cũng tạm được thôi chứ chưa có gì gọi là hay ho lắm. Update nó phải update sâu một chút cơ. Dự kiến là thứ tư tuần sau các bạn ạ. Không thể nào hơn được nữa đâu. Rồi, thấp hơn mình uy lực. Trận này gần như chắc chắn chiến thắng rồi, đúng không? Team bạn là team gấu nhưng mà đánh sau rất là khó thắng đâu. Gấu chí mạng. Rồi, rất tốt này, khi mà giải hiệu ứng ngay cho Chrysalis. Trận này nó chênh lệch nhau nhiều quá. Đội bạn này mà đánh được xong team 2 của mình, đánh được ngay xong team 1 của mình đã hết hơi rồi. Rồi, dạo này uy lực của mình cao ghê nhỉ. Mình xem nào, đội bạn team 1 sẽ là cái gì đây? Tứ hồn à? Team 2 là cái gì đây? Team 2 của đội bạn là team gấu các bạn ạ. Được rồi, không sao hết. Khi mà Eroizy họ lên nhị môn đấy các bạn, thì team tứ hồn cũng sẽ làm một cái team rất là kinh khủng. Khi mà nó khả năng kháng chí mạng ngay từ tơn 1, thì team gấu lúc ý thì sự các bạn là mới gọi là thực sự là hết đường. Team gấu lúc ý chỉ ăn được mỗi ý thổ thôi, còn đâu chịu không ăn được gì nó. Ý thổ nó không có kháng chí mạng, nhưng mà được cái nó dễ nuôi, đúng không? Và nó chỉ bị đúng một team nó khắc chế, đó là cái team gấu thôi. Một cái team rất là lỗi thời mà hiếm người chơi. Cho nên mình thấy cái team, những ai chơi team hỏa nói chung là vẫn có rất sống, thoải mái. Khi mà team gấu rất là hiếm người chơi. Ý mình là hiếm người chơi cái tầm top cao ấy. Chứ còn đâu top dưới là chơi team gấu chẳng qua là chưa kịp chuyển đổi thì mới chơi team gấu thôi. Còn đâu người ta chơi chuẩn bài là người ta sẽ chuyển đổi thành tứ hồn hoặc là thành elite lâu rồi. Rồi, tuyệt kỹ mà gặp những cái quả đỡ đòn này chán lắm các bạn. Biết ngay mà nó, quả đấy mà không giết nó có bao ngay. Leo la dị nó hồn gấu lai rùa mà các bạn. Cái đúng rồi, comment đó là nhiều rắn lai rùa mà. Rắn lai rùa. Rồi.
Đấy, mình chia hai team nó đều đều nhau cho nên nó cảm giác như lúc nào mà 2-1 ấy. Rồi. Tuyệt kỹ mà dính phải quả đỡ đòn này chán chết. Thêm tí nữa phải được đi thêm phát nộ không? Rồi, đây mình có 3 con gấu đây rồi. Cách tốt nhất để chị tìm gấu không phải là rắn chiếc đeo các bạn. Theo mình cách tốt nhất để chị tìm gấu phải là tìm gấu. Nhưng mà là gấu đánh trước. Đảm bảo sấp mặt luôn. Không tin các bạn về cứ thử xem. Rồi, chán ghê nhé, vẫn để nó thêm, nó được phát nộ free. À, nó được phát tuyệt kỹ free. Rồi, ok. Cứ không dính phải cái gì nhỉ, show me là được rồi. Ê, đừng, rồi, ok. Đấy. Sợ nhất là, nói chung chơi siêu nữ thì phụ thuộc rất là nhiều vào show me, mình cũng nói khá nhiều rồi. Show me mà nó mà bị vô hiệu thì rất là nguy hiểm. Chết luôn. Rồi. Mai chưa lên lục môn yếu lắm. Mai lên lục môn nó tăng thêm 25% các thương lên võ sĩ nam. Ý cực khỏe luôn. Tầm này yếu lắm các bạn. Yếu lắm. Được bút tuyệt kỹ này vẫn yếu. Không bằng Kula. Xem đủ thêm trận nữa. Ngày mai mình nhớ không nhầm mới là cái chuỗi 7 ngày tiếp theo thì phải, đúng không nhỉ? Thường giai đoạn à ngày kia như vậy vẫn là rất là nhiều thời gian, không sao, mình lao dần đi, tuần này cố gắng đại sứ 2 đi, đánh với ông nhiều hơn được chiến chút, mình 125 ông này 131 đây, eo lệch ghê, lệch kinh khủng khiếp luôn, team 1 là team gấu á, tứ hồn bây giờ thú thực với các bạn, chị gấu nó vẫn chưa gọi là best đâu, do nó thiếu mất cái chí mạng, chặn chí mạng chứ quên mất, phải là ý rắn gọi là tạm. Rồi, bóp nó cứ vẻ đỡ đòn này thì mới gọi là trụ được. Không có tí chí mạng nào luôn thì mới được. Kinh khủng khiếp về hiệu ứng. Nói chung thì có Orochi và hiệu ứng kinh lắm. Mình Orochi đó đã tỏa ra một đống hiệu ứng rồi. Kinh lêu là dị cực tẩn mọi kinh khủng khiếp. Rồi, hồi nộ rất là nhanh, đều là dị. 3 turn nó bắn 2 nó. 3 turn nó đã power 2 phát rồi.
Rồi trận này mà thắng thì mới gọi là gọi là đúng đắn các bạn này. Trận trước thắng quá bình thường. Trận này là trận vượt khó này. Rồi phí quá nhỉ, Golit nó không bu công rồi. À cái gì nhỉ, Golit giáng điện. Đội hình của đội bạn là đội hình tứ hồn chuẩn đấy. Hỏa tứ hồn chuẩn luôn đấy. Nhưng mà mình nói luôn là siêu nữ tứ hồn thì được đánh trước chả xoắn bất kỳ ông nào. Hỏa tứ hồn full bot vô nhất thì chơi hết. Đầu tiên siêu nữ đánh chủ yếu có được đánh trước hay không rồi. Rồi mất hạt nhân rồi. Và này hơi nguy hiểm đấy, lý do mình mất hạt chân. Rồi, choáng hợp lý thế nhỉ. Phí quá nhỉ. Trận này chắc không vượt khó đâu. Lêu là Yorizi dính quả phí quá. Ngoài ra Shermi của mình cũng bị gọi là trọng thương rồi. Quân bài chủ lực. Kể mai nó khỏe lên chút này, nó giết được 1-2 người cái nó nộ 2 tơn này. Thôi không sao. Đợi mai lục môn thôi. Tao chứ tâm mày. Rồi may ra phát này Kula thôi hết rồi. Kinh quá nhỉ, mày hậu quả ác quá. Rồi, rất là khó vượt khó. Không sao rồi, chơi mà nó cứ gọi là thắng triền miên thì thực sự với các bạn, nó cũng mình cũng không hướng tới một cái trận đánh kiểu như vậy. Chiến thắng nó theo cái đồ thị hình xin nó vẫn hay hơn. Thắng rồi lại thua, rồi lại thắng, rồi lại thua. Nó như cuộc sống ấy đúng không, nó biến động một chút. Chứ đôi khi nó an nhàn quá nó cũng mất hay. Rồi, đội hình thì còn chưa hoàn thiện. Chắc chắn siêu nữ tứ hồn kẹp Edit không phải là cái team trong tương lai mình sẽ hướng tới, chờ một cách lâu dài. Tuy nhiên thì mình vẫn còn phải nghiên cứu tiếp về xem cái đội hình trong tương lai nó như thế nào. Mình sẽ rất là cố gắng kết hợp với team siêu nữ với team Edit rắn, thành một team siêu nữ Edit rắn sao cho nó thực sự là phù hợp. Nhưng tại thời điểm hiện tại thì chưa được. Mình nghĩ rằng xem nào, khoảng độ 2 tháng nữa thì sẽ hoàn thiện được. 2 tháng nữa, chứ 1 tháng nữa cũng còn thua. Còn thua cái âm mưu của mình. Công bố đội hình như nào thì cũng chưa rõ, vì thú thực các bạn mình cũng chưa kiểm chứng được sức mạnh của nó, cũng chỉ gọi là toan tính trong đầu thôi, nói trước từ bữa hôm qua. Rồi thôi, còn bây giờ thì cố gắng tích tụ kim cương thôi, người bị kim cương cố gắng để sao cho nhỉ, cuối tháng còn hoàn thành hết cái nhiệm vụ đúng không, đầu cuối tháng còn phát hồ đập kép nữa, đầu tháng sau thì lại đua vòng quay mới kim cương, quay mèo biết các thứ các kiểu đúng không. Rồi, hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Mình là Từ Lũ NC8.